Vi Thanh Vân để lộ người đàn ông theo đuổi cô hơn 20 năm, hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân. Để diễn viên Vi Thanh Vân gây bất ngờ khi tiết lộ người đàn ông đã trong cây si cô trong suốt 20 năm. Khán giả đồng loạt đẩy thuyền bởi cả hai đều có những đổ vỡ trong hôn nhân, có sự đồng điệu và hòa hợp. Từng được xem như là nữ hoàng scandal của showbiz Việt, khi Vi Thanh Vân luôn là cương mặt nghệ sĩ gây tranh cãi với những phát ngôn hay cuộc sống đời tư của mình. Tạm rời xa hào quang của showbiz cùng với việc trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, giờ đây Phi Thanh Vân đang có một cuộc sống bình yên khi làm mẹ đơn thân bên cạnh con trai của mình. Dù đã bước sang độ tuổi 40, nhưng Vi Thanh Vân giờ đây vẫn giữ cho bản thân một nhan sắc trẻ trung, đầy mặn mà và có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nhan sắc của nữ diễn viên cũng được nhiều khán giả đánh giá cao, cho rằng cô luôn thu hút nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện. Được biết, để có được nhan sắc như hiện tại, Vi Thanh Vân cũng từng nhiều lần công khai phẫu thuật thẩm mỹ, can thiệp để giữ được nét trẻ trung, nhiều người còn không ngần ngại gọi cô là nữ hoàng giao kéo bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thì đời tư cá nhân của Vi Thanh Vân cũng được khán giả quan tâm sát sao. Mới đây xuất hiện trong chương trình gõ cửa Thăm nhà, Vi Thanh Vân cũng bất ngờ có những chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân sau hai lần đổ vỡ trong tình yêu. Đặc biệt hơn, nữ diễn viên còn tiết lộ một người bạn tri kỷ là cụ người mẫu đã yêu thầm và trồng cây siêu với cô suốt hơn 20 năm, giàu mong được về chung một nhà cùng cô. Hiện tại, nữ diễn viên cô gái xấu xí đang sống trong một căn penthouse tiền tỷ cùng với con trai 7 tuổi, với không gian đầy sang trọng hiện đại, được tự tay cô thiết kế. Là mẹ đơn thân ở độ tuổi 40, Vi Thanh Vân có chia sẻ, tôi nhìn mọi thứ rất tích cực và thấy cuộc sống của mẹ đơn thân cho tôi được tự do, tự tại nhiều hơn. Tôi được làm, được học tất cả những điều mình yêu thích. Khi về nhà có con bầu bạn thì cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại tôi mãn nguyện với cuộc sống này ít xuất hiện trong những dự án nghệ thuật cuộc sống hiện tại của Phi thanh vân đang tập trung vào công việc kinh doanh trở thành một doanh nhân thành đạt khiến cho nhiều người ngưỡng mộ ngoài ra nữ diễn viên còn là một chuyên gia tâm lý về tình yêu và hôn nhân chia sẻ trong chương trình Phi thanh vân bộc bạch bây giờ tôi đã tăng trưởng hơn rất nhiều tôi đã có bằng giám đốc điều hành giám đốc marketing nghệ thuật thương lượng đàm phán nghệ thuật thuyết trình chuyên gia tâm lý thậm chí cả bằng về tình dục học hiện tại tôi sống làm việc và đang muốn cống hiến rất nhiều cho cộng đồng Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm một nhân vật đặc biệt khiến cho nhiều khán giả bất ngờ. Cô cho biết người đàn ông này đã là tri kỷ của cô trong suốt hơn 20 năm qua. Cả hai dự mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu bởi anh đã trồng cây si phi thanh vân từ lâu. Danh tính của người đàn ông này cũng không mấy xa lạ, đó là cùng người mẫu, diễn viên Andy Hoàng. Phi Thanh Vân giải bày thêm, chúng tôi bắt đầu chơi chung từ năm 2000, bạn này đơn phương rồi trồng cây si tôi từ đó tới bây giờ vẫn lẻo đẻo đi theo tôi như vậy bây giờ chúng tôi giống như tri kỷ sạch và thanh mai trúc mã hoàng dành cho tôi một tình yêu cực kỳ đẹp hoàng vẫn hay nói anh vẫn sẽ chờ em cho tới khi nào mà em nghĩ tụi mình có thể quen nhau tôi trân trọng tình cảm đó của hoàng nhưng tôi có nói bây giờ em đang có những sứ mệnh quá cao cả tụi mình hãy giữ với nhau ở cái ngưỡng tri kỷ đẹp như vậy em không từ chối tình cảm của anh nhưng em chưa dám nhận tình cảm đó em chỉ đơn giản là cho em thêm thời gian cùng có mang tại chương trình của người mẫu Andy Hoàng không ngần ngại công khai thổ lộ tình cảm của bản thân đến với người bạn tri kỷ vì thanh vân, bản thân tôi rất muốn được trở thành thành viên trong gia đình của vân. Những lời muốn nói với vân thì rất nhiều và mình muốn nói cả đời. Trước mắt vẫn mong là vân vẫn là vân, cứ thành công và tiếp tục thực hiện những dự định của mình. Anh không biết sẽ làm được gì nhiều cho em nhưng anh tin chắc rằng anh sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ em trước những giải bài của cặp đôi khán giả khi xem đều phải bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên mà phi thanh vân công khai một người bạn lâu năm có mối quan hệ đặc biệt với bản thân cô đến với công chúng hiện tại các fan của cô cũng mong muốn nữ diễn viên cùng với anh đi hoàng mau chóng về chung nhà đến với nhau được cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng tổ ấm mới sau những đổ vỡ trong hôn nhân